Cảnh báo, về già tuyệt đối không làm 5 việc này ngay sau khi ngủ dậy, kẻo rước hàng tá bệnh, đột quỵ, mất mạng trong gang tấc. Kính chào quý cô bác đang theo dõi video trên kênh Tinh Hoa Cuộc Sống. Thưa cô bác, như cô bác đã biết thì buổi sáng là thời điểm cơ thể chúng ta bắt đầu hoạt động sau một đêm ngủ dài. Vì vậy, những việc mà cô bác làm ngay sau khi thức dậy có thể ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe trong suốt cả ngày. Nghiêm trọng hơn là cả tính mạng, cả một đời người. Thế nên, các chuyên gia buộc phải đưa ra lời cảnh báo. Cô bác tuyệt đối không được làm 5 việc dưới đây vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Kẻo đột quỵ, vỡ mạch máu não, âm thầm ổ bệnh, sớm về với tổ tiên. Cô bác hãy chú ý theo dõi nhé. Về già, sáng ngủ dậy cấm làm 5 việc này, kẻo phá nát gan thận, sinh bệnh thọ non, suy giảm 20 năm tuổi thọ. Việc làm đầu tiên cấm tuyệt đối không làm sau khi ngủ dậy, kẻo ra đi sớm, đó là tập thể dục. Tập thể dục, thể thao buổi sáng là một thói quen tốt để tăng cường sức khỏe và cũng là thú vui tuổi già đối với nhiều người. Thế nhưng đây cũng là con đường nhanh nhất để ra nghĩa địa nếu cô bác không tiến hành đúng cách. Tôi sẽ lấy một ví dụ để minh chứng cho điều này. Đó là trường hợp của bác Nguyễn Văn Tám, 68 tuổi, ở huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 2 năm trở lại đây, bác có thói quen sáng nào cũng dậy từ 4 giờ để đi bộ, bất chấp thời tiết lạnh hay nóng, mặc cho con cháu khuyên nhủ thế nào cũng không chịu nghe. Cách đây vài hôm trong lúc đi bộ, bác đột nhiên cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, tim nhói lên rồi lịp đi, nằm gục trên vỉa hè. May có người qua đường phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời, nên bác qua cơn nguy kịch. Thế nhưng hậu quả để lại là bác đã bị tai biến vĩnh viễn, liệt nửa người, run tay và không thể nói được nữa. Quá khủng khiếp phải không ạ? Câu chuyện là lời cảnh tỉnh cho những ai đang có thói quen tập thể dục khi còn quá sớm. Bởi sáng sớm là lúc nhiệt độ vẫn còn ở mức rất thấp, trong khi thân nhiệt của người già ở trong chăn cả đêm nên vẫn còn khá cao. Nên việc đột ngột tiếp xúc với mức nhiệt thấp như vậy sẽ gây ra hiện tượng co mạch máu, khiến áp lực trong lòng mạch tăng lên. Điều này làm tăng huyết áp, tăng áp lực trong lòng mạch, trong khi lòng mạch bị thu hẹp. Từ đó dễ gây ra các biến chứng như tắc, đứt mạch máu não, tai biến mạch máu não và đột tử. Chưa dừng lại ở đó, các nhà khoa học cũng chỉ ra rằng ban đêm thảm thực vật hút oxy và thải khí CO2, nên những nơi có nhiều cây, sáng sớm sẽ ngưng tụ khá nhiều khí CO2. Và càng về khuya, lớp nghịch nhiệt càng dâng cao, khiến không khí sáng sớm bị ô nhiễm. Buổi sáng mùa đông thường có hiện tượng trở trời, tức hoạt động đối lưu của không khí không lưu thông, khiến những khí thải và khói bụi không tỏa ra được. Khí carbon trong khói và bụi trực tiếp kích thích mạnh đến niêm mạc mũi, gây ra các chứng như viêm phế quản, viêm phổi và hen suyễn. Để hạn chế tối đa những điều rủi ro này, các chuyên gia đã đưa ra khuyến cáo rằng trong những ngày giá rét này, người dân không nên dậy sớm, ra ngoài đi bộ từ 4 đến 5 giờ sáng. Theo đó, mọi người hãy tập muộn hơn, 6 đến 7 giờ sáng hoặc 4 đến 5 giờ chiều. Khi tập, cần thay đổi môi trường tập luyện. Thay vì tập ở bên ngoài trời, người dân có thể tập trong nhà kín gió. Khi ra ngoài tập, giữ ấm cơ thể là việc cần làm, đặc biệt chú ý khi tập thể dục buổi sáng. Do lúc này nhiệt độ thấp khiến cơ thể dễ bị nhiễm lạnh và gây bệnh. Để bảo vệ sức khỏe, cô bác hãy mặc quần áo thành nhiều lớp để có thể cởi bỏ dần trong khi tập luyện. Đeo găng tay, đội thêm mũ để giữ ấm đầu và tai cũng là điều cần lưu ý, vì đây đều là những vị trí quan trọng. Thêm nữa, việc không khởi động trước khi luyện tập trong thời tiết lạnh khiến các khớp dễ bị cứng. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến cô bác dễ gặp phải tình trạng chuột rút trong khi tập. Do đó, trước khi tập thể dục, cô bác hãy chú ý khởi động bằng các động tác đơn giản khoảng 5 đến 10 phút. Duy trì thói quen trên sẽ làm ấm cơ thể và giúp các khớp linh hoạt hơn. Ngoài ra, thời tiết khô hanh kèm việc vận động sẽ khiến cơ thể dễ bị mất nước. Nếu không bổ sung đủ lượng nước cần thiết, lúc này sẽ khiến cơ thể dễ mệt mỏi và làm cản trở hoạt động của các cơ quan khác. Khi đi tập vào buổi sáng, cô bác hãy lưu ý đem theo một chai nước bên mình. Thói quen này không chỉ giúp bù nước mà còn rất có lợi cho sức khỏe, bởi uống nước vào sáng sớm giúp thải độc hiệu quả. Khi về già,
người dân không tắm ngay nước nóng sau khi tập thể dục. Bởi lẽ, sau khi tập thể dục, các mạch máu dưới da giãn nở, nhiệt độ cơ thể tăng cao, các lỗ chân lông giãn to hơn, tiết ra nhiều mồ hôi hơn. Nếu tắm nước nóng ngay, sẽ làm tuần hoàn máu trong các cơ bắp và dưới da tiếp tục tăng nhanh, dẫn đến lượng máu cung cấp không đủ cho các cơ quan khác trong cơ thể, dẫn đến tình trạng thiếu máu não. Trường hợp nặng có thể gây đau tim, nguy hiểm đến tính mạng. Tốt nhất nên chờ khoảng 20 phút khi thân nhiệt ổn định trở lại, mồ hôi ráo, nhịp tim và hơi thở điều hòa, lau khô người rồi hãy đi tắm. Việc làm thứ hai sau khi ngủ dậy khiến cô bác rất hăng tá bệnh tật, đó là sử dụng điện thoại. Cô bác nghĩ sao về chiếc điện thoại? Có phải nó đang trở thành một vật bất ly thân của cô bác? Chính vì vậy mà sáng nào vừa tỉnh giấc, cô bác cũng phải cầm lấy cái điện thoại luôn để xem Facebook hay để xem tin tức, có đúng không nào? Thế thì để tôi kể cho cô bác nghe câu chuyện này. Rằng vào tháng trước, do tính chất công việc bận rộn phải cập nhật tình hình liên tục, nên cứ mở mắt dậy vào buổi sáng là tôi nằm xem điện thoại 20 phút. Chẳng hiểu sao khi đến văn phòng làm việc thì hay bị chóng mặt, hoa mắt. Người lúc nào cũng có cảm giác lâng lâng như vừa rời khỏi chiếc đu quay. Nhìn mọi vật, mọi thứ xung quanh, cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Cho đến một hôm khi đi vệ sinh xong, thì tôi bất ngờ té ngã, rồi lịm dần đi, gạt tay vào cốc thủy tinh, rồi ngã xuống bất tỉnh. Tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong bệnh viện, và may mắn là không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Trong lúc nằm viện, tôi có chia sẻ với bác sĩ về thói quen dùng điện thoại sau khi ngủ dậy thì mới biết. Hóa ra đó chính là nguyên nhân khiến tôi suýt mất mạng. Đó là bởi khi vừa thức giấc, mắt của chúng ta còn chưa kịp điều tiết nước nên vẫn còn khô và rất yếu. Việc nhìn vào màn hình điện thoại liên tục sẽ khiến cho mắt bị lão hóa, mỏi và suy giảm thị lực một cách nghiêm trọng. Ngoài ra, các thiết bị di động thường có chứa một lượng sóng từ khá lớn. Nếu dùng chúng quá nhiều vào buổi sáng, khi mà bộ não vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, thì sóng sẽ tác động thẳng vào não và gây ra một số tình trạng như đau đầu, chóng mặt, cáu gắt và mệt mỏi. Nghiêm trọng, loại sóng này còn làm rối loạn hệ thống miễn dịch và phá hủy trực tiếp ADN tế bào. Sự phân mảnh ADN chính là nguyên nhân khởi phát nên hàng loạt các bệnh ung thư trong cơ thể con người. Đó là chưa kể những nội dung tiêu cực hay kích động trên điện thoại còn làm chúng ta lo lắng, sợ hãi và ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của cả ngày hôm đó nữa, các bác ạ. Vì vậy, thay vì dùng điện thoại để rồi ôm bệnh vào người, sau khi tỉnh dậy, cô bác hãy từ từ kéo giãn cơ thể rồi ngồi dậy và uống một cốc nước ấm nhé. Một cốc nước ấm vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể của cô bác được thanh lọc, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho tiến trình trao đổi chất và tăng cường khả năng đào thải độc tố để cơ thể chúng ta được khỏe mạnh hơn. Việc thứ ba cô bác chớ dại mà làm sau khi ngủ dậy kẻo chết oan, đó là uống nước mật ong ấm. Tôi biết chắc chắn là khi nghe đến nội dung này thì đa số cô bác sẽ phản đối và cảm thấy vô cùng khó hiểu. Bởi lâu nay, các chuyên gia vẫn khuyến khích mọi người nên uống mật ong sau khi ngủ dậy để đào thải độc tố và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, có đúng không nào? Tôi xin khẳng định luôn, điều đó là đúng hoàn toàn, tuy nhiên vẫn chưa đủ. Cô bác cần hiểu rằng, thời điểm cô bác vừa ngủ dậy là lúc mà thận vẫn chưa sẵn sàng để hoạt động. Nếu vội uống nước mật ong chứa nhiều đường glucose vào lúc này, thì đồng nghĩa với việc cô bác đang bắt thận phải làm việc ngay lập tức. Lâu ngày, thận dễ bị suy giảm chức năng và gây ra nhiều căn bệnh nguy hiểm có liên quan như suy thận, viêm cầu thận hay nhiễm trùng đường tiết niệu. Hơn nữa, thời điểm vừa ngủ dậy, đây là khoảng thời gian mà độ nhớt của máu đang tăng rất cao. Trong khi mật ong lại chứa nhiều đường, nên sẽ làm cho lượng đường trong máu cũng càng tăng cao. Tái diễn tình trạng này thì cô bác có thể phải đối mặt với nguy cơ bị mỡ máu, tiểu đường và xơ vữa động mạch vô cùng nguy hiểm. Do đó, để đảm bảo an toàn, cách tốt nhất là mọi người hãy uống một ngụm nước nhỏ, rồi sau đó mới uống nước mật ong và hãy luôn nhớ rằng dù có uống gì hay làm gì thì cũng tuyệt đối không được bỏ qua bữa sáng. Vì bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Chúng không chỉ giúp cô bác cảm thấy khỏe khoắn, hứng khởi mà còn góp phần nâng cao thể lực về lâu dài. Việc làm thứ tư cực kỳ nguy hiểm đó là
gấp chăn màn. Sao ạ? Chắc chắn là đa số cô bác đều đang cảm thấy rất bất ngờ và khó hiểu, đúng không nào? Thậm chí còn nói rằng tôi đang nói nhảm. Bởi người nào, nhà nào ngủ dậy mà chẳng phải gấp chăn màn luôn? Chả lẽ lại cứ để bừa bãi lộn xộn trên giường à? Thế nhưng sự thật là có những thứ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất phức tạp. Có những thói quen tưởng chừng là tốt nhưng lại chẳng tốt tí nào. Và việc gấp chăn ga gối, dọn giường ngay sau khi ngủ dậy cũng vậy. Để tôi tiết lộ cho cô bác biết một bí mật rằng, trong khi ngủ thì cơ thể con người chúng ta sẽ tiết ra 149 loại hóa chất qua đường hô hấp, 151 hóa chất bài tiết theo dạng mồ hôi. Và chăn đắp chính là nơi giữ lại nhiều hơi ẩm và khí thải ở cơ thể nhiều nhất. Nó cần một khoảng thời gian để thoát hơi ẩm và đem theo các khí thải tích tụ trong cả đêm. Vì vậy, nếu gấp chăn màn ngay, nghĩa là chăn sẽ bị ủ kín và đương nhiên sẽ trở thành nguồn ô nhiễm gây hại cho sức khỏe, làm ảnh hưởng đến hoạt động hô hấp và chức năng của phổi, lâu ngày dẫn đến ho, hen suyễn và hen phế quản từ lúc nào chẳng hay. Không chỉ vậy, nếu cô bác gấp chăn ngay lại, sẽ càng tạo ra môi trường có độ ẩm cao, thuận lợi cho một vài loài gây hại như dẹp giường, mạt bụi, nấm mốc, sinh sôi và lây truyền ký sinh trùng gây bệnh nguy hiểm. Trong đó, dẹp giường có thể hút máu đến 500 lần mỗi đêm, còn mạt bụi sẽ ăn xác chết của con người. Trên chiếc giường của cô bác có thể chứa tới 100.000 đến 1 triệu con mạt bụi với kích thước siêu nhỏ, có thể gây các vấn đề về da như kích ứng, nổi mẩn ngứa, mụn lưng. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyên chúng ta khi vừa mới ngủ dậy thì không nên gấp chăn ga gối ngay lập tức. Thay vào đó, cô bác nên đi làm vệ sinh cá nhân trước như rửa mặt, đánh răng, chải đầu, rồi mới quay lại giường để dọn dẹp. Bởi lúc này chăn gối đã khô và không có các chất gây hại cơ thể. Trong trường hợp cô bác không kịp dọn giường thì có thể để giường bừa bộn một vài lần cũng được, hơn là gấp ngay. Và đừng quên giặt chăn đệm và ga giường định kỳ, ít nhất từ 1 đến 2 tuần một lần để đảm bảo chăn gối luôn thơm tho sạch sẽ. Chú ý mở cửa sổ phòng để vừa thay đổi không khí, vừa giúp ích cho sức khỏe và cả tâm trạng nữa. Ngoài ra, việc mở cửa sổ còn có tác dụng xua đi bụi bẩn mà cô bác vừa rút ra, giúp phòng ngủ luôn được đảm bảo nhất. Với những chia sẻ này, tôi tin chắc rằng cô bác đã biết thêm một điều bất ngờ, bổ ích và khá thú vị. Giờ đây, cô bác có thể nói với con cháu và người thân của mình rằng việc không gấp chăn màn không phải là lười biếng, mà đó là một cách để bảo vệ sức khỏe hiệu quả. Việc làm thứ 5 chuyên gia cảnh báo tuyệt đối không được làm sau khi ngủ dậy, đó là đi chân đất. Đây là một sai lầm cực kỳ tai hại và nếu còn lặp lại, cô bác sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Bởi ngay cả khi cô bác đã lau nhà sạch, thì thực tế sàn nhà vẫn chứa rất nhiều bụi, vi khuẩn và nấm có hại. Nếu đi lại bằng chân đất ngay sau khi vừa ngủ dậy, khi mà da bàn chân vẫn còn khá nhạy cảm, nó có thể sẽ tiếp xúc với những vi khuẩn đó và gây ảnh hưởng đến lớp biểu bì chân, làm nhiễm trùng móng chân, khiến móng chân bị ngả màu và dễ đau nhức. Ngoài ra, thỉnh thoảng đi bộ bằng chân đất trên cỏ sẽ giúp cô bác cảm thấy dễ chịu, thoải mái và thậm chí có thể giúp giảm căng thẳng. Thế nhưng, việc đi chân đất trong nhà ngay sau khi ngủ dậy lại có thể gây hại cho đôi chân. Vì những bề mặt mềm cho phép bàn chân chìm xuống một cách tự nhiên và nâng đỡ bàn chân của cô bác. Nhưng hầu hết các sàn nhà đều quá cứng và việc đi bộ sẽ khiến cô bác bị đau gót chân, đau đầu gối hoặc thậm chí gây ra sự căng thẳng ở cơ gân kheo. Bên cạnh đó, đi chân đất trên bề mặt cứng còn gây sự phân bổ trọng lượng không đồng đều trên bàn chân của cô bác. Sự mất cân bằng này có thể làm trầm trọng thêm các dị tật ở chân hiện có và thậm chí có thể ảnh hưởng đến các phần trên của cơ thể, khiến đầu gối và lưng của cô bác đau nhức. Cuối cùng, việc đi chân trần thường xuyên sau khi ngủ dậy còn có thể gây ra mùi hôi chân. Nhiều người nghĩ rằng chỉ khi đi giày quá bí mới gây ra hôi chân. Nhưng trên thực tế, cô bác có thể tiếp xúc với nhiều đấm vi khuẩn gây ra hôi chân khi cô bác đi chân đất. Cô bác thân mến, trên đây là 5 việc cần tránh làm sau khi ngủ dậy. Cô bác phải ghi nhớ và tránh phạm phải, kẻo rước hàng tá bệnh, đột tử thọ non. Thay vào đó, hãy làm 4 việc đơn giản dưới đây sau khi ngủ dậy để kéo dài tuổi thọ,
hồi sinh gan thận, khỏe gấp 10 lần hiện tại nhé. Việc làm đầu tiên tuy đơn giản nhưng lại cực kỳ hữu ích, đó là xoa đầu. Nếu trong một thời gian dài, cô bác thấy mình bị đau đầu, đi đứng loạng choạng, ù tai, bồn chồn hay dễ nổi nóng, thì phải đến 90% cô bác đã bị thiểu năng tuần hoàn máu não rồi đấy ạ. Chia sẻ thật với cô bác, thời gian trước tôi cũng đã bị căn bệnh này quấy dày, uống đủ các loại thuốc từ đông y đến tây y mà vẫn không khỏi hoàn toàn, mệt mỏi và khổ sở vô cùng. May mắn trong một lần họp lớp, tôi được người cô bác bày cho cách xoa đầu chữa bệnh vào buổi sáng nên sống vui khỏe từ đó đến giờ luôn. Rất đơn giản, cô bác chỉ cần dùng các đầu ngón tay xoa bóp từ chân trán lên đỉnh đầu, xoa tiếp ra vùng sau đầu. Mỗi giây xoa bóp khoảng từ 2 đến 4 lần. Thực hiện đều trên cả vùng đầu trong 1 phút là có thể dừng lại. Theo các chuyên gia, việc làm này có thể kích thích vỏ não, làm tăng lưu lượng máu trong não và cải thiện chứng bệnh. Đặc biệt, lợi ích thúc đẩy lưu thông máu của động tác này phát huy tốt ở cả người lớn tuổi và trẻ tuổi, giúp tăng cường trí nhớ, minh mẫn tinh thần, không còn nặng đầu khó ngủ, nhức mỏi vai gáy, tê bì chân tay. Chưa dừng lại ở đó, trên đỉnh đầu của chúng ta còn có một huyệt khá đặc biệt, đó là huyệt Bách Hội. Nếu thường xuyên xoa bóp, day ấn huyệt này, thì chúng sẽ mang lại nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, đồng thời giảm bớt các triệu chứng liên quan đến hệ thần kinh như mất ngủ, run tay hay trầm cảm. Vì xoa bóp là phương pháp chỉ tiếp xúc ngoài da, không xâm nhập vào bên trong cơ thể và không liên quan đến thuốc, do đó rất an toàn và không ảnh hưởng đến cơ thể. Do vậy, cô bác hãy dành một ít thời gian buổi sáng để xoa bóp vùng đầu nhé. Chắc chắn chỉ sau một thời gian ngắn, sức khỏe sẽ có sự thay đổi rõ rệt đấy ạ. Việc làm thứ hai sau khi ngủ dậy giúp kéo dài tuổi thọ cho cô bác đó là vẩy tay. Tôi chắc chắn là nhiều cô bác ở đây hiện tại đang tập động tác này hàng ngày, nhưng chưa biết về nguồn gốc của chúng, đúng không ạ? Tương truyền thì vào năm 917 sau Công Nguyên, Đạt Ma Tổ Sư từ Ấn Độ sang Trung Quốc thuyết pháp và truyền giáo, sau ở lại Trung Sơn, Hà Nam, Trung Quốc, xây dựng nên chùa Thiếu Lâm. Nhiều người xin nhập môn nhưng thể lực kém không luyện võ được. Thấy vậy, Tổ Sư đã truyền dạy một phương pháp luyện tập tên gọi là Đạt Ma Dịch Cân Kinh để chuyển biến thể lực của các đệ tử từ yếu thành khỏe. Và một trong số những động tác của bài tập này đó là vẩy tay. Tuy chỉ là một động tác nhỏ, nhưng trải qua hàng nghìn năm, những công dụng của chúng đã được chứng minh là có thật. Về bản chất, vẩy tay giúp rèn luyện gân cốt và ý chí là phương pháp kết hợp nguyên tắc thiền và động tác, động và tĩnh, giữa cương và nhu, thân và khí, tâm và hơi thở, giữa khí và lực, hơi thở và sức mạnh. Tác động này thúc đẩy khí huyết lưu thông, kinh mạch điều hòa, các tạng phủ trong cơ thể được nuôi dưỡng đầy đủ, giúp loại trừ các loại cặn bã, các chất độc hại, đưa các chất bổ dưỡng đến tạng phủ, giúp cơ thể khỏe mạnh. Động tác này còn giúp máu về tim nhiều lên, trao đổi máu tăng, làm mạnh xương, khớp, cải thiện hô hấp, huyết áp. Phương pháp tập như sau. Hai chân đứng thẳng với khoảng cách rộng bằng hai vai, toàn thân thả lỏng. Hai vai và hai cánh tay buông tự nhiên, lòng bàn tay hướng vào trong, mắt nhìn thẳng về phía trước, thở đều và êm, tinh thần thư giãn thoải mái. Sau khi thả lỏng toàn thân trong trạng thái trên, chừng 1 đến 2 phút, hai tay bắt đầu vùng về phía trước. Cứ làm đi làm lại như vậy nhiều lần. Thời điểm thích hợp nhất để tập trước khi đi ngủ buổi tối và sau khi ngủ dậy buổi sáng, cô bác nhé. Việc làm thứ 3 sau khi ngủ dậy giúp cô bác đẩy lùi hàng tá bệnh đó là xoa rốn. Khi làm về nội dung này, chúng tôi đã có dịp đến thăm và trò chuyện cùng thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên trưởng khoa tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Ông cho biết, khi 49 tuổi, ông bị viêm não, hôn mê 5 ngày, nhưng may mắn được cứu sống. Tuy nhiên, sau khi hồi phục, ông bị huyết áp cao, mỡ máu và tiểu đường. Bình thường khi đi bộ, phải mang theo túi oxy. Tuy nhiên, chỉ nhờ việc xoa bụng mà cơ thể ông đã điều tiết trở lại. Vậy nên, mặc dù năm nay đã 76 tuổi, nhưng ông vẫn rất khỏe mạnh. Theo ông, bụng là cung thành của lục phủ ngũ tạng, cũng là nơi phát nguồn của khí huyết âm dương.
việc thường xuyên xoa bụng sẽ giúp thông tràng địch dạ, lưu thông khí huyết, tiêu trừ bệnh tật. Y học hiện đại đã chứng minh, xoa bụng có thể làm cho ruột, dạ dày và cơ thịt thành bụng thêm khỏe mạnh, đồng thời tăng cường tiết dịch tiêu hóa và nhu động ruột, thúc đẩy tuần hoàn máu, tốt cho hệ tiêu hóa, có lợi cho hệ thần kinh. Ngoài ra, thói quen này còn phòng ngừa huyết áp, bệnh tim, bệnh phổi và bệnh thận rất hiệu quả. Bởi vậy, nếu muốn học cách dưỡng sinh trường thọ, chúng ta không thể bỏ qua phương pháp xoa bụng đặc biệt này vào mỗi buổi sáng của bác nhé. Trước khi thực hiện, chúng ta nằm ngửa, hít sâu 9 lần, sau đó đem tay phải đặt ở trên rốn, tay trái ấn lên mu bàn tay phải. Sau đó, lấy rốn làm trung tâm, tiến hành xoa ngược chiều kim đồng hồ từ trong ra ngoài. Liên tục 3-6 lần như thế thì đổi tay. Lưu ý không xoa quá nhanh và quá mạnh, bởi sẽ khiến mọi người dễ mỏi tay và mất sức. Khi xoa, sẽ xuất hiện cảm giác nóng bụng, đói bụng và đầy hơi. Nhưng đó là những phản ứng bình thường, không cần lo lắng. Chỉ cần kiên trì thực hiện trong 1 tháng, cô bác sẽ cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt trong cơ thể. Việc làm thứ tư sau khi ngủ dậy được nhiều chuyên gia khuyến khích nên thực hiện, đó là đi bộ. Cho tôi hỏi là, hàng ngày vào buổi sáng thì các cô các bác ở đây thường lựa chọn bộ môn thể dục thể thao nào ạ? Có cô bác thì lựa chọn bộ môn dưỡng sinh nhẹ nhàng, có cô bác lại chọn yoga dẻo dai. Nhưng tôi chắc chắn là sẽ có rất nhiều cô bác chọn việc đi bộ để bắt đầu một ngày mới. Nhưng không phải ai cũng biết, đi bộ hàng ngày là hình thức tập luyện đơn giản nhất nhưng cũng mang lại lợi ích to lớn đối với sức khỏe mỗi người. Vậy đi bộ đem lại lợi ích gì? Có rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh lợi ích của đi bộ như sau. Thứ nhất, đi bộ sẽ giúp bảo vệ xương, làm cho xương chắc khỏe, giúp ngăn chặn loãng xương và nuôi dưỡng hệ xương thật tốt. Không chỉ vậy, đi bộ có tác dụng rất tốt cho hệ hô hấp và hệ tuần hoàn. Do đó, làm giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh mạch vành, đột quỵ, tăng huyết áp. Ngoài ra, còn làm giảm cholesterol ở những người có nồng độ cholesterol cao trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, không phụ thuộc insulin, nguy cơ mắc ung thư đại tràng. Vậy, chúng ta nên đi bộ như thế nào cho hợp lý và khoa học? Trước khi đi bộ, cô bác nên chú ý chuẩn bị quần áo, giày dép cho phù hợp. Trước khi bắt đầu tập luyện, nên dành 5 đến 10 phút tập những động tác khởi động để làm ấm cơ thể, tránh căng cơ, mau mệt mỏi trong quá trình luyện tập. Lúc bắt đầu nên đi chậm, sau đó tăng nhanh hơn một chút. Đi với tốc độ mà cô bác cảm thấy thoải mái nhất là được. Thời gian tập mỗi buổi tùy theo từng người. Đối với người mới bắt đầu nên tập ít, sau đó tăng dần. Điều quan trọng là cần phải luyện tập thật đều đặn và thường xuyên. Cô bác thân mến, trong cuộc sống, ai cũng có lúc gặp phải những khó khăn thử thách. Những con người biết vươn lên, sống lạc quan, tin tưởng vào bản thân chắc chắn sẽ đạt được nhiều thành tựu. Sống lạc quan là một lối sống tốt đẹp trong cuộc sống mà con người ai cũng nên học hỏi và phát huy. Sống lạc quan là người có thái độ an nhiên, điềm tĩnh trước những tình huống, sự việc không mong muốn xảy ra. Con người lạc quan là người sống luôn tươi cười dù có chuyện gì xảy ra. Đây là một thái độ sống tích cực mà mỗi người cần phải có dù sống trong xã hội nào đi nữa. Khi có chuyện gì đó xảy ra, con người có rất nhiều cách để giải quyết chúng. Chúng ta có thể từ từ xem xét vấn đề sai ở đâu, lỗi gì, nguyên nhân của vấn đề và suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề đó. Một vấn đề có thể có một nguyên nhân gây ra sai lầm, nhưng cũng có thể có nhiều nguyên nhân gây ra sai lầm và những sai lầm đó cũng không giống nhau. Ai cũng sẽ có lúc mắc phải những sai lầm. Việc cần làm là lạc quan nhìn nhận sai lầm và sửa chữa chúng. Hay khi gặp chuyện không tốt đối với bản thân, chúng ta nên bình tĩnh giải quyết vấn đề, nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực để giải quyết nó. Vì việc đã xảy ra rồi thì con người không thể làm gì khác được. Lạc quan nhìn nhận vấn đề sẽ giúp vấn đề được giải quyết nhanh hơn là chỉ biết đổ lỗi cho người khác hay hối hận vì những việc đã xảy ra. Biểu hiện của tinh thần lạc quan rất đa dạng và tùy theo cảm nhận của mỗi người. Nó là luôn tươi cười vui vẻ trong cuộc sống hàng ngày, thức dậy với một cảm giác vui vẻ, thoải mái,
thì sinh hoạt và công việc của con người ngay đó cũng trở nên suôn sẻ và dễ dàng hơn. Chăm chỉ dậy sớm tập thể dục, tự tay làm bữa sáng cho mình và bắt đầu một ngày làm việc mới cũng là một biểu hiện của tinh thần lạc quan mà ai cũng nên học tập. Lạc quan còn là giữ cho trạng thái luôn vui vẻ, luôn yêu đời, yêu nước. Khi con người có trạng thái vui vẻ thì làm việc gì cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Công việc có khó khăn đến mấy, chỉ cần con người yêu đời, vui vẻ làm việc thì những khó khăn đó không thể làm ảnh hưởng đến người đó được. Con người lạc quan cũng là người rất biết quý trọng bản thân mình và yêu thương những người xung quanh, biết lan tỏa sự lạc quan yêu đời của mình đến với người khác, khiến cho mọi người xung quanh trở nên lạc quan và yêu đời hơn. Bên cạnh đó, lạc quan cũng biểu hiện là một con người có sự cầu tiến trong công việc của mình và con người lạc quan luôn được mọi người yêu quý. Người lạc quan luôn nỗ lực hoàn thành công việc của mình, nỗ lực đạt được những mục tiêu mà bản thân đã đề ra trong cả công việc lẫn cuộc sống. Con người sống có tinh thần lạc quan thì trong cuộc sống hay trong công việc đều trở nên dễ dàng, giảm căng thẳng mệt mỏi. Qua đó, con người cũng có thể truyền những năng lượng tích cực này đến với mọi người xung quanh, giúp cho công việc tập thể của cô bác trở nên thú vị hơn và hoàn thành nó tốt hơn. Những người sống lạc quan cũng giúp con người có một sức khỏe tốt hơn, có năng lượng tích cực hơn trong công việc. Người ta vẫn nói, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, thì tinh thần lạc quan cũng vậy. Nó tạo cho con người nhiều tiếng cười, sự vui vẻ, khiến cuộc sống trở nên tích cực hơn, nâng cao sức khỏe của con người. Lạc quan khiến con người trở nên kiên cường hơn, vì khi gặp khó khăn trong cuộc sống, con người lạc quan vui vẻ luôn đối mặt với những khó khăn đó với tinh thần đầy quyết tâm và mạnh mẽ. Và như vậy, người sống lạc quan thì luôn tìm thấy lý do để tươi cười, dù là trong những hoàn cảnh khó khăn nhất trong cuộc sống. Điển hình như những người khi phát hiện mình bị bệnh ung thư hay những căn bệnh hiểm nghèo nào đó, họ vẫn lạc quan để sống tiếp và phải sống thật có ý nghĩa, để khi họ không còn nữa thì cũng không phải hối tiếc về cuộc sống này. Ta vẫn thường thấy những tấm gương học sinh bị bệnh hiểm nghèo không thể chữa được, nhưng các em vẫn cố gắng sống tốt, học giỏi, sống lạc quan yêu đời. Các em đã bị bệnh như vậy mà tinh thần vẫn rất lạc quan, thì những người bình thường càng nên học hỏi điều đó hơn để sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn. Tinh thần lạc quan không phải ai cũng có, nhưng đó có thể rèn luyện được. Mỗi khi bắt đầu một ngày mới hay một công việc mới, chúng ta nên đặt ra cho mình một mục tiêu, một kế hoạch để có thể kích thích mỗi con người đạt được mục tiêu đó một cách tốt nhất. Khi gặp khó khăn thì không được bỏ cuộc, mà phải cố gắng kiên trì để giải quyết khó khăn đó. Mỗi người hãy tập cho mình thói quen dậy sớm, bắt đầu một ngày mới và tự tạo cho mình động lực vươn lên, tinh thần vui vẻ để bắt đầu ngày mới thật hiệu quả. Hãy yêu thương người thân nhiều hơn, truyền cho họ những năng lượng tích cực và tinh thần lạc quan yêu đời để mọi người cùng nhau sống và làm việc thật có hiệu quả. Luôn mỉm cười trước các sự việc xảy ra khiến cho những vấn đề trở nên đơn giản hơn, tạo nguồn năng lượng tốt để con người giải quyết vấn đề tốt hơn, làm tâm lý của con người cũng thoải mái hơn. Bên cạnh đó, thường xuyên tiếp xúc, làm việc với những người lạc quan cũng khiến con người cảm nhận được sự lạc quan yêu đời hơn, cũng giống như khi ta truyền năng lượng đến với người khác vậy. Luôn quan tâm giúp đỡ người khác, khiến các mối quan hệ được tốt hơn, lan tỏa được đến với người khác rằng cho đi sẽ được nhận lại, giúp con người tin tưởng vào cuộc sống này hơn và sống có ý nghĩa hơn. Trong xã hội này, lạc quan là một cách sống tốt đẹp cần được học tập và phát huy. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều người sống bi quan. Một khi gặp biến cố hay khó khăn nhỏ thôi, thì họ đã từ bỏ. Họ không cố gắng để giải quyết vấn đề, mà chỉ biết sợ sệt, bỏ trốn. Bên cạnh đó, con người cũng không nên quá lạc quan. Vì nhiều khi quá lạc quan khiến con người trở nên vô tâm, lãnh cảm, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Là một con người sống trong xã hội, con người ai cũng nên rèn luyện cho mình tinh thần lạc quan yêu đời. Khi gặp khó khăn, phải tự tin đương đầu với nó. Vượt qua được những biến cố trong cuộc sống sẽ khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn, có thêm can đảm để đương đầu với nhiều khó khăn hơn. Khi làm sai việc gì, nên đứng ra nhận lỗi và sửa lỗi, chứ không nên đổ lỗi cho người khác hay chạy trốn sai lầm của mình.
Rèn luyện được tinh thần lạc quan thì con người sẽ trở nên yêu đời hơn, cuộc sống hạnh phúc hơn. Mỗi người sống trong xã hội đều có những tính cách khác nhau. Lạc quan là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc ta từ xưa. Vì vậy, con người sống nên rèn luyện cho mình tinh thần lạc quan yêu đời, yêu nước để góp phần tạo nên một xã hội văn minh hơn. Tới đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Nếu cô bác thấy video này hữu ích, xin hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của cô bác để có thể phục vụ được tốt hơn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô bác ở những video sau.